Dạ vâng, em Tùng à, chào anh em à, thì hôm nay em về cái combo Makita XDT18 SG1B à, thì cái Makita này hãng nó vừa ra à, nó dòng sub compact à, nó siêu gọn nhẹ và vừa ra à, thì em sẽ đập hộp cho những anh em nào mà sưu tầm và những anh em nào mà làm nhôm kính và thạch cao cần nhẹ lên trên cao thì mình sẽ sưu tầm cái bộ này. Và sub compact của Makita nhỏ nhất hiện nay và cũng rất là đẹp hiện nay nha. Em sẽ khui ra cho anh em. Cái này là hàng US Mỹ về. Nó new 100%. Thì mình sẽ xem nó như thế nào. Rồi, cái túi xách rất là pro. Túi xách này rất đẹp luôn. Rồi, một cục pin, một cái móc treo, một cái máy và một cái sạc. Đầu tiên thì anh em xem cái túi xách trước nha anh em. Đây, túi xách rất là pro và đẹp luôn. Có các ngăn ở dưới này, các ngăn ở này luôn. Túi xách này bề dài nó khoảng 240 và bề đứng nó khoảng 40 và bề ngang của nó khoảng 25. Vâng, rồi. Ok. Nó có dây đeo luôn nha anh em. Có dây đeo. Rồi, em này xách compact rất nhỏ gọn nhẹ và nó sản xuất tháng 5 2021. Chỉ có tháng 5 thôi. Nó nhẹ hơn con XDT15. Và chuyên chuyên vận vít chuyên gia luôn. Này. Hộp rút lát. Hàng Mỹ về, cái chứng nhận UL XDT18. Cái này nguyên combo của nó bao gồm có một máy, một pin và một sạc, giá của nó là 3,5 triệu. Mình về có một hộp này thôi nha anh em. Sau này mình về thêm. Hôm nay về giới thiệu cho anh em sơ qua thôi. Rồi, sale made in Malaysia và đóng tại Việt Nam, đóng tại cái nhà máy Samsung ở quận 9. Rồi, khu công nghệ cao. Nhìn rất là đã luôn, rút led motor. Cục pin này hết rồi anh em. Mình sẽ lấy cục pin khác tại vì hãng họ kích lên rất là ít. Với cái máy này anh em có thể đeo lên và đi lên trên cao làm rất là thoải mái. Nó gắn cục pin vào nó khoảng 1,2 kg nha, cả pin luôn. Thank you.
Ok, thì máy pin sạc, túi xách, nghiên combo tặng sớm cho anh em xem. Đấy, thì giá của nó là 3,5 triệu. Em Tùng cảm ơn anh em đã quan tâm và theo dõi kênh của em. Thì anh em thấy đồ mới, đồ chất lượng, nhờ anh em like và chia sẻ giúp em Tùng cảm ơn anh em.